Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phương kính mời quý vị theo dõi chương trình thứ bảy của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam thực hiện tại vùng Bắc Virginia. Kính thưa quý khán thính giả của đài SBTN, hôm nay Trung tâm Truyền giáo Việt Nam trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Viết Trung, một thành viên của Trung tâm, có lời tâm tình nhân dịp lễ Father's Day vào ngày 17 tháng 6 sắp đến. Kính mời ông Nguyễn Viết Trung. Kính chào cô mình trước. Kính thưa quý khán thính giả của chương trình Hạnh Phúc Từ Đâu. Trước hết tôi xin kể một câu chuyện cảm động về người cha một lần khi tôi còn là một thiếu niên, tôi và cha tôi đứng xếp hàng mua vé vào xem trò xịt. Hàng khá dài và bây giờ trước mặt cha con tôi chỉ còn một gia đình là đến phiên chúng tôi mua vé. Gia đình đứng trước tôi rất đặc biệt khiến tôi phải chú ý. Có cả thấy 8 đứa con khoảng từ 12 tuổi trở xuống. Tôi tính nhẩm chắc là phải tốn nhiều tiền cho một gia đình đông con như vậy. Hình như họ không giàu lắm các em quần áo sạch sẽ lành lạnh nhưng không đắt tiền tác phong các em thật đáng khen chúng đứng nói chuyện líu lo từng cặp hai em sau lưng cha mẹ chúng rất vui mừng kể chuyện về con voi các anh hề trò đưa dây có lẽ chúng thấy trên tv tối nay chúng ta sẽ nhìn xem tận mắt có lẽ chúng chưa bao giờ được đi xem và hôm nay là một đêm khó quên cho các em Cha mẹ các em có vẻ rất hãnh diện với các con của mình. Bà vợ giữ tay chồng nhìn chồng như nhìn một anh hùng, một tướng lãnh trước ba quân. Tôi nghe cô bán vé hỏi người cha, ông cần bao nhiêu vé? Xin cô cho tôi 8 vé trẻ em và hai vé cho người lớn. Tôi dẫn các con tôi xem xuyệt lần đầu đây. Cô bán vé cho biết giá tổng cộng 10 vé tiền. Người vợ buông tay chồng, người cha môi móc máy nói gì không ai nghe rõ Ông hỏi lại: "Thưa cô, giá tổng cộng là bao nhiêu? Người cha không có đủ tiền mua vé cho cả gia đình, làm sao đây? Làm sao ông có thể quay lại nói với tám đứa con đang hân hoan chờ đợi để nghe cha nói, cha không đủ tiền mua vé cho các con." Đứng đằng sau, tôi thấy cha tôi cho vào túi lấy tờ giấy 50 đồng, ra rồi giả dạ vờ để nó rơi xuống đất. Ba tôi cúi xuống, lượm lên và vỗ vai người cha mà nói: "Xin lỗi ông." Hình như ông làm rơi tờ 50 đồng xuống đất Người đàn ông nhìn cha tôi và thoáng biết sự tình Ông hai tay nắm chặt lấy tay Cha tôi miệng bóp máy nói Nước mắt tuôn trời trên má ngàn ngào Cảm ơn ông Cảm ơn ông quá Thật quý báu cho gia đình tôi và cho tôi Thật cảm ơn ông vô cùng Thưa quý vị Người kể chuyện kể tiếp Tôi và cha tôi trở lại xe Và cha tôi lái về nhà Tối hôm đó chúng tôi không coi xịp như chúng tôi không trở về nhà tay không thật là hai người cha đáng yêu thật là hình ảnh của chúa cứu thế kính thưa quý khán thính giả mỗi khi em bé sợ nó thường nghĩ đến cha và chạy lại cha cha là nơi an toàn cho con trẻ dù chúng ta lớn khôn nhưng vẫn có lúc lo sợ chúng ta sợ vì gặp rắc rối khó khăn đang bị đe dọa sắp mất một điều cần thiết và đôi khi chúng ta lo sợ vì chúng ta biết mình làm sai và biết chắc là mình sẽ bị phạt hay phải trả giá. Lúc đó chúng ta cần có một người cha, một chỗ an toàn để chúng ta nương dựa và bao che trong Samuel nhất đoạn 12. Chúng ta thấy dân Do Thái đang lo sợ. Chúng phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời. Vì vậy, Samuel khiển trách dân này. Ta sẽ cầu khẩn Đức Giê-va. Ngài sẽ làm sấm sét và mưa. Để các ngươi biết và thấy mình đã phạm sự ác lớn trước mặt Đức giê va bởi vì đã xin một vua. Samuel nhất đoạn 12 câu 17 và Chúa làm sấm xét và mưa, cả dân sự lấy làm sợ hãi. Họ này nỉ Samuel cầu khẩn, xin Chúa tha tội cho họ. Cuối cùng, ông hứa cầu khẩn cho và dặn họ phải đi theo con đường lành và ngay như một người cha sẽ làm cho các con mình thật vậy. Samuel là hình ảnh người cha của dân Israel với những trách nhiệm. Thứ nhất, trách nhiệm căn bản của người cha là kỷ luật gia đình Hebrew đoạn 12 câu chính cho chúng ta biết cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ thay huống chi cha về phần hồn chúng ta há chẳng càng nên vân phục lắm để được sự sống sao theo một cuộc nghiên cứu người ta đưa ra một kết luận rằng những cha mẹ cơ đốc bảo thủ thường bị xem là khó khăn với con cái nhưng có những đứa con tuyệt vời nếu các đứa con biết điều chỉnh theo ý của cha mẹ nó thứ hai Tuy nhiên, người cha cũng có những giới hạn trong việc dạy dỗ con cái mình. Episode đoạn 6 câu 4 cảnh báo hỡi các người làm cha chớ chọc cho con cái mình giận dữ hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó và Colosse đoạn 3 câu 21 nhắc lại hỡi kẻ làm cha chớ hề chồng dành con cái mình e chúng nó ngã lòng chăng người làm cha không nên chọc con cái tới mức giận dữ Người cha không nên làm dụng quyền hạn mà Đức Chúa Trời ban cho trong ngôn đoạn 13 câu 24 chép Người nào kiêng rơi vọt, ghét con trai mình, xong ai thương con, ác cần lo sửa trị nó Tuy nhiên, có một sự khác biệt chính giữa việc kỷ luật một đứa con và chọc giận hay làm cho nó phải ngã lòng Thứ ba, có một điều hết sức quan trọng mà Samuel nêu lên trong đoạn 12 câu 23 Đó là sự cầu nguyện Tôi đã có lần nhấn mạnh về quyền năng cầu nguyện của bà mẹ qua tấm gương của bà mẹ ông Augustine. Thì hôm nay tôi nói thêm về vai trò cầu nguyện của người cha cho các con mình. Hãy nghe Samuel nói, còn ta đây cũng chẳng phạm tội cùng Đức Sê mà thôi. Cầu nguyện cho các ngươi, ta sẽ dạy các ngươi biết con đường lành và ngay. Sa bên nhất đoạn 12 câu 23. Vì vậy, một người cha tốt không chỉ lo phần vật chất cho con được đầy đủ, mà còn là một người hướng dẫn linh hồn cho con cái mình. Châm ngôn tuyên bố, hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của một người cha khá chú ý vào hầu cho biết sự thông sáng vì ta ban cho các con một đạo lý tốt lành chớ lìa bỏ lời dạy dỗ của ta trong môn đoạn 4 từ câu 1 đến câu 2 chúa mong đợi các người cha cầu nguyện cho con con cái biết cha nó cầu nguyện cho nó chúng cũng biết khi cha nó dẫn nó đi với chúa điều thứ tư là các người cha phải nhớ thật cẩn thận rằng mối tương quan của mình với chúa bây giờ như thế nào sẽ có hậu quả qua nhiều thế hệ sau khi chúng ta qua đời. Trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời, Ngài tuyên bố rằng, Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Đức giê va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỳ tà. Hãy ai ghét ta, ta sẽ nhân tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Suốt đoạn 20 câu 5 đến câu 6. Đức Chúa Trời tuyên bố rằng nếu chúng ta sống theo lối mình thích sống theo cách mình muốn và không muốn chúa can thiệp vào số phận của mình quyết định này có ảnh hưởng lâu dài cho các con cái cháu chích trong cổ ước Salomon là một người khôn ngoan nhất nhưng phạm lỗi lầm là yêu thương các bà vợ, vợ hơn đức chúa trời và thờ phượng các thần của các người vợ đức chúa trời nổi giận hai lần hiện ra và phán rằng chớ theo các thần khác nhưng Salomon vẫn không nghe theo đức chúa trời phán với Salomon rằng Ta sắc sẽ đoạt lấy nước khỏi ngươi, cho kẻ tôi tớ ngươi. Tuy nhiên, Ngài phán tiếp, Xong vì cớ David, cha ngươi, ta sẽ chẳng làm điều đó trong đời ngươi. Ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay con trai ngươi. Các vô nhất đoạn 11 câu 12. Hơn nữa, trong câu kế tiếp, Cũng vì David, Chúa không lấy cả nước mà vẫn chừa lại một chi phái cho con của Salomon. Tóm lại, Đức Chúa Trời muốn ban phước lành cho con cháu của chúng ta, theo sự chọn lựa của chúng ta. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hình của chúng ta có giới hạn nên chúng tôi phải chấm dứt cuộc trò chuyện tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong lần phát hình lần sau. Kính chúc quý vị và gia đình một tuần lễ mới an khang, thịnh vượng. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong lần phát hình sau. Kính chào. Okay. Đời người tôi quá mau, thân con ta từng ngày. Lời ngài. kính thưa quý vị, VTV sáng nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng kính mời quý vị đón xem VTV Chủ Nhật 16 tháng 6 2019 vào lúc 11 giờ Hoa trình Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VTV xin email về vatvnews gmail com Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.